tuyển nữ Việt Nam có ngày tập nặng nhất tại New Zealand. Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào ngày tập 16-7 với 2 buổi tập để chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp Mỹ tại World Cup nữ 2023. Đây là ngày tập được ban huấn luyện đánh giá là nặng nhất trong các ngày tập vừa qua. Trong ngày tập luyện hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có 2 buổi tập nặng nhất sau thời gian có mặt tại New Zealand để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Mỹ vào ngày 22 tháng 7. Ban huấn luyện sắp xếp các bài tập về kỹ thuật chuyền bóng, di chuyển vào buổi sáng. Buổi tập chiều là các bài tập bổ trợ về sức mạnh, tốc độ và kỹ chiến thuật. Nói về sự chuẩn bị cho giải đấu, tiền đạo 26 tuổi của câu lạc bộ Than khoáng sản Việt Nam, Nguyễn Thị Thúy Hằng cho biết, tôi và toàn đội sẽ cố gắng hoàn thành giáo án của ban huấn luyện và rèn luyện thêm các bài tập dứt điểm. Nếu như được vào sân thi đấu, tôi sẽ nỗ lực và cố gắng thể hiện hết khả năng của mình. Ngày mai, 17/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chính thức tại vòng chung kết World Cup nữ 2023. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có 10 ngày để làm quen và thích nghi với điều kiện thời tiết, ăn ở, tập luyện tại New Zealand. Cảm xúc tôi lúc này rất háo hức khi lần đầu tiên đến đất nước New Zealand và cũng là lần đầu tiên cùng tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ lớn nhất thế giới, Thúy Hằng nói. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.